Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vận tiếp theo: ông Đô Thanh, Đô Thổ Tài đã nhất thắng đèo thường; ông Đô Cố Đỏ, Đô Chín, Nương Tân. Xin theo đề nghị hai ông Đô dưới sự điều khiển của trọng tài nghe trống chiều đài, ba ra ba vào, kêu phát cuộc bắt đầu. Hiện nay ông Đô Thắng chiến trung trung đã nhất thắng ở đèo thường. Hiện nay ông Đô Lê Nghệ An chiến theo đề nghị ông Đô chủ tịch. Ban tổ chức xin thông báo danh sách ủng hộ vào các giải giải vật giải nhất nhất hội đồng liên minh năm 1982. Đông Lâm giữ ông Đô Dung bất đội chiến theo đề nghị ông Đô chủ tịch. 30 giải của môn cà tròi tổng bằng 3 triệu đồng. Hội đồng liên minh năm 1991 do anh Nguyễn Văn Minh là hội trưởng ủng hộ giải hai của môn bóng chuyền bằng 3 triệu đồng. Hội đồng liên minh năm 1993 đề nghị các cháu khán đài hai bên ngồi xuống để cho khán giả đằng sau xem. Hội đồng liên minh năm 1923 do anh Nguyễn Đăng Hạnh ủng hộ giải hai môn bóng chuyền bằng 3 triệu đồng. Hội đồng liên minh năm 1991 do anh Nguyễn Văn Minh ủng hộ giải hai của môn vật bằng 3 triệu đồng. Anh Lê Tuấn Hùng và anh Lê Tuấn Long ủng hộ giải ba của môn vật bằng 2 triệu đồng. Ban thư ký ghi nhận sự ủng hộ của quý khách về tham dự lễ hội tại trung tâm khán đài của lễ hội. Xin được trân trọng thông báo. Được sự ủng hộ tới ban tổ chức là anh Nguyễn Văn Thiên 200.000 đồng, anh Hoàng Công Chính 100.000 đồng, các cụ Tân Quy năm 1965 300.000 đồng, bà Cẩm Chi hội trưởng phụ nữ 100.000 đồng, hội cựu chiến binh của thôn Mai Hà ủng hộ 500.000 đồng, ông bà chính nữ 500.000 đồng, ông bà kỳ phụ 50.000 đồng, ông bà thanh tý 100.000 đồng, gia đình ông Lê Tuấn Tiến 1 triệu đồng. Hội đồng dân do chị Nguyễn Thị Tiên là hội trưởng ủng hộ 500.000 đồng, gia đình ông Trần Như Đại ủng hộ 50.000 đồng và gia đình ông Trần Như Thi ước ủng hộ 1 triệu đồng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội năm Kỷ Hợi, năm Kỷ Mùi, chúng tôi năm Bất Mùi, chúng tôi xin được ghi nhận và xin được chân thành cảm ơn toàn thể các hộ gia đình, các cá nhân, các tổ chức đã ủng hộ vào lễ hội của năm 2015. Đông Lâm cảm ơn đèo thường. Hiện nay ông Đô Dung bất đội chiến đeo đề nghị ông Đô chủ biết biết. Xin công bố cuộc bài vừa qua, ông Đô Chín, Đô Chủ Tân đã nhất thắng đề nghị sân sở tại từ người vào theo cho. Hiện nay ông Đô Hiển, Đông Đông giữ đèo thường, ông Đô Dũng, sân quân đội, xin theo đề nghị ông Đô.